bộ phim Bao Thanh Thiên. Tập 47. Con gái tôi chết rồi. Công công tiên sinh. Trời ơi. Lúc nãy ngài vừa nói tiểu muội tôi một canh giờ sau sẽ tỉnh dậy mà. Tôi... Tại sao bây giờ nó tắt thở luôn rồi? Thật sự chính ta cũng không ngờ. Ngài đừng có diện cớ này nọ nữa. Công công tiên sinh à. Dùng độc công tâm có thể di động kim châm. Không thể nào. Ngoài cửa mật thất có người giữ mà. Cộng thêm then cửa tự động, tôi đã giữ chìa khóa rồi. Không ai vào đây được đâu. Đúng vậy. Trong này bốn vách đều bằng đá. Bạch Diệp không may đã bị chết. Nếu để ai ra tay hãm hại, theo tôi thì kẻ đó là... À, tôi biết rồi. Công tôn sách ngươi vì muốn cứu công tôn văn. Chính vì đó mà ngươi cố ý dùng kim châm đâm vào tử nguyệt của tiểu muội ta. Mau đền mạng cho tiểu muội ta đi. Mau đền mạng đi. Công tôn sách à, ngươi mau đền mạng đi. Mau đền mạng cho tiểu muội ta. Cái gì? Bình tĩnh lại. Người hán các người, mau đền mạng cho con gái của ta đi. Trước hết các vị hãy bình tĩnh. Hắc Bạch thị phi vẫn còn công lý. Cái chết kỳ lạ của Bạch Diệp sự việc đáng nghi, bổn phủ nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Hy vọng sẽ tìm ra đầu dây mối nhợ. Thì ra là vậy. Đại nhân đã có phát hiện gì? Đại pháp sư, mạn phép mời đại trưởng lão làm chứng cho sự kiện. Bổn phủ đã phát hiện ra điểm sơ hở của hung thủ trong thạch thất. Giờ thì bổn phủ đã di chuyển đèn dầu vào kim châm về vị trí cũ trước khi xảy ra vụ án. Vị trí kim châm nằm thẳng. Dầu ở trong đèn cao một phân. Triển hộ vậy, ngươi có thể ra tay. Đại nhân, tên hung thủ đã từ lỗ gió dùng vật cứng ném vào làm di động kim châm. Chỉ cần kim châm lệch một chút, khí huyết chạy ngược, nguyên nhân đó dẫn đến cái chết của Bạch cô nương. Vừa rồi bổn phủ để ý trong này nhưng chưa phát hiện dấu vết của âm khí. Sau khi bổn phủ phát hiện ngọn đèn mới hiểu ra được điều này. Đại trưởng lão, lão có thể tiếp tục thủ lại vị trí đèn dầu vào kim châm. Kim châm hạ thấp hai phân. Dầu trong đèn thì lại cao hơn ba phân. Vừa rồi bổn phủ thấy chung đèn lấp lánh hơi nước,
mới nhận ra được loại ám khí này là dùng băng tuyết trạm trổ bằng khí kích trung kim châm rơi vào chung dầu chảy tan thành nước, tự nhiên không còn dấu vết. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, viên đá văng ra lại rớt vào chung đèn dầu, khiến cho nước và dầu hòa lẫn. Giờ cổ thụ trưởng lão nghiệm chứng, đại nhân phán đoán không sai lầm. Có thể dùng viên đá phóng trúng kim châm, tên hung thủ tất nhiên phải rất giỏi đạn chỉ thần công. Là ai đã giết hại con gái ta? Bổn phụ nghĩ là người này sợ sau khi Bạch Diệp cô nương tỉnh lại sẽ kể ra sự thật của vụ án, cho nên giết người diệt khẩu. Chuyện đã rành rành, người này mới chính là tên hung thủ giết người. Lúc đó Công Tôn Văn và Bạch Đại Tẩu đã bị giam cầm, họ lại không có võ công, từ đó cho thấy kẻ giết người là một kẻ khác, quả thật là khó lòng định đoán. Dù không phải chúng ra tay, nhưng vẫn có thể nhờ người khác được mà. Lão lão nói nghe cũng đúng lý. Nếu quả thật là vậy, trong vụ án này còn có kẻ thứ ba, chưa hẳn như suy đoán của Bạch Diệp bị giết trong lúc phát hiện đôi gian tình. Nếu vụ án đã phức tạp như vậy, điểm nghi ngờ bổn phủ nhất định phải cẩn trọng điều tra, tránh phán nhầm tội. Phải đó mẹ à, bà đại nhân nói cũng đúng lắm. Cũng chưa chắc Nguyệt Nga là hung thủ giết người đâu mẹ à. Ngươi lại binh vực cho con á hèn hạ đó nữa. Cũng tại lòng dạ ngươi yếu mềm nên hôm nay sự việc này dạ, mới con có biết, con ý biết. Của lão như vậy, ngài hành hình còn cách đây rất là xa, thôi thì cứ theo lời bao đại nhân, cứ biệt giam họ trước. Biết đâu trong thời gian này thần Nguyệt sẽ chỉ dẫn chúng ta thì sao? Trưởng lão nói thật là hữu lý. Đại pháp sư thông tình đạt lý, bao chuẩn xin đa tạ ngài. Chết rồi, chết rồi, Bạch Trạch không biết đi đâu rồi. Liễu Nguyệt Nga, ăn cơm đi. Mẹ về một chút đó. Con của mẹ, con của mẹ. Bạch Thạch, có chuyện gì vậy? Bạch Thạch à, mau lên đi. Ở dưới bộ tay. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga, mau tỉnh lại đi Nguyệt Nga. Nàng không thể chết được đâu Nguyệt Nga. Không cần sự chăm sóc của nàng mà Nguyệt Nga. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga, nàng đừng chết mà. Cổ tay mày chảy máu trời kia. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga, nàng không sao đâu. Đừng chết nha Nguyệt Nga. Nguyệt Nga, đừng mà Nguyệt Nga. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga, đừng chết mà. Đại tẩu chỉ bị trầy da thôi, không có mệnh hệ gì, không sao đâu. Nguyệt Nga, nàng không sao rồi. Mẹ ơi, nàng không sao rồi. Nguyệt Nga, nàng không sao rồi. Mẹ, nàng mau tỉnh lại đi. Nguyệt Nga, mẹ ơi, Nguyệt Nga, mẹ, muội không định bỏ con đâu. Nguyệt Nga, nàng đừng bỏ ta một mình mà. Mẹ ơi, được. Tình trạng Ngọc Diệp sao rồi? Bạch Diệp đã chết rồi. Hả? Sao Bạch Diệp không may vậy chứ? Sao nói là có hy vọng sinh tồn mà cuối cùng cũng phải chết. Bạch đầu, Bạch phu nhân đối với họ Bạch của ngươi quan tâm vô cùng, nào phải giống những kẻ vô tình vô nghĩa chứ. Bổn phụ tham thấu vấn đề, chắc chắn còn nhiều uẩn khúc. Dù hắn không phải hung thủ giết chết tiểu muội của ta, nhưng giữa họ chắc chắn có gian tình. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà, không làm lẫn đâu bà đại nhân. Trọn đời trọn kiếp, ta cũng không tha thứ cho ngươi đâu. Bà ta thử cho chơi. Con ở nhà với mẹ. Đi mau. Mẹ ơi.
đi mau lên. Con ở lại với mẹ. Nếu cô ở đây chạy đánh con đó. Đừng đánh, đánh con. Theo cha về đi con. Lại. Đi mau. Đừng. Đi mau lên. Buông ra. Về đi. Buông ra. Theo cha về đi con. Mẹ sẽ về mà. Bà đệ tử đừng quá đau lòng. Cái chết của Bạch Diệp, đại nhân đã đoán ra hung thủ là một kẻ khác rồi. Khi vụ án được phơi bày thì đại tẩu sẽ sớm về với chồng con thôi. Bao đại nhân, ngài đã tin nhân phụ biện quan rồi sao? Phu nhân mau đứng lên. Bổn phụ chứng kiến lòng thương con của phu nhân, chỉ tiếc cảm tình của người chồng đã phai nhạt. Cớ gì bạch đầu phu quân của phu nhân lại đổ tội phu nhân thông gian với công tôn văn tiên sinh chứ? Bao đại nhân quả thật anh minh. Giữa tôi và bạch đầu thật lòng yêu nhau. Chuyện trước đây phải kể lúc tôi mới ngày đầu về làm dâu nhà họ Bạch. 8 năm trước tôi về làm dâu nhà họ Bạch của tộc Dạ Lan. Vì tôi là người Hán nên không biết gì về tập quán của tộc Dạ Lan, chỉ biết tên của phu quân là Bạch Đầu và người nắm quyền trong họ là Bạch Lão Lão. Tên cô là Liễu Nguyệt Nga đúng không? Cô là người Hán. Tuy Đại Tống là thiên triều của nước lớn, nhưng cô vào nhà họ Bạch của tộc này làm dâu thì phải giữ tục lệ của bổn tộc. Khi đã bước vào nhà của tôi phải tuân thủ lời tôi và chăm sóc chồng mình cho chu đáo, hầu hạ bà. Dạ. Bạch Đầu, dạ. Mẹ giao cô ta cho con để con cử hành hôn lễ. Gót hài đập vào đầu, nhập môn thịnh vượng lâu. Hay quá, đánh đi. Bạch Đầu. Dạ mẹ. Nếu ngày đầu không dạy nó, sau này sẽ dạy báo được chứ hả? Đúng rồi. Dạ thưa mẹ. Đừng lẽ theo phong tục chỉ dùng hài chạm nhẹ vào trán, nhưng vì tôi là người Hán, Lão Lão đã làm cho ra lẽ ép tôi phải tuân thủ từ đầu. Kể từ ngày đầu vào nhà họ Bạch, tôi chỉ biết số phận của tôi phải nhẫn nhục. Tôi phải trở thành người của tộc Dạ Lan. Thêm rượu đi. Thêm rượu. Rượu. Rượu đâu rồi? Sao vậy? Cô sợ hả? Tôi biết các người cứ tưởng mình là người Hán, khinh thường tộc Dạ Lan chúng tôi là lũ mang di, có phải vậy không? Mang di. Tộc Dạ Lan này, họ Bạch. Họ Bạch là người giàu có nhất trong tộc này. Có trách thì trách mình tham lam. Tham lam vàng bạc nhà họ Bạch mới vào đây. Có phải như vậy không?
Nhưng mà số mạng là số mạng rồi. Sao vậy? Tại sao không lên tiếng? Hả? Tại sao không lên tiếng vậy? Tôi nói cho cô biết, cô là người vợ thứ ba của tôi đó, cô có biết không hả? Hai người trước đây cô có biết tại sao lại phải chết không? Đứa đầu tiên là chết vì bệnh đó. Còn đứa thứ hai vì chịu không nổi tôi, sau đó nhảy sông tự tử rồi. Đứa nào làm vợ tôi sẽ không có kết quả tốt đâu hả? Tất cả những người trong tộc đều không muốn gả con gái của họ cho tôi. Một lão lão dùng tiền mua những người Hán giống như cô về đây thay thế thôi. Người Hán, tôi chờ có người Hán sẽ chờ được bao lâu? Tôi chờ được có người Hán sẽ chịu đựng được bao lâu hả? Sao không lên tiếng? Sao không lên tiếng đi? Khi ngươi bước vào nhà họ Bạch này rồi, thì ngươi, ngươi chính là dâu của nhà họ Bạch, là con heo. Có biết không? Có nghe không? Hả? Có nghe không? Có nghe không? Phải hầu hạ chồng. Đem bình rượu vào đây. Rượu. 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 Người Hán chúng tôi có câu xuất gia tộc phu. Nếu chàng đối xử tốt, đó là phần phước của tôi. Nếu không được tốt, tôi cũng phải nhận chịu. Có lẽ đó là phận phước của tôi. Dù sống không bao lâu thì tôi đã sanh được một đứa con. Bắt đầu cũng dần dần thay đổi bản tính hung hăng. Thì ra phong tục trong làng, khi sanh đứa con trai thì phải tế thần, được châm dầu trường sinh để thần linh phù hộ cho con mình, để mai này trở thành dũng sĩ của tộc Dạ Lan. Linh xà bảo vệ chung đèn trường sinh này đã hơn 800 năm nay rồi. Nên được sợ, linh xà gặp những người tham sanh quý tử hoặc tội lỗi tày trời nó mới cắn thôi. Nàng không sao đâu. Lửa trường sinh đã tắt. Đại pháp sư, linh xà cho biết không đồng ý lựa chọn này, giờ tính sao đây? Trời lão ơi lão à, đèn trường sinh tắt lửa như vậy linh xà có phán tội mình không? Bạch đầu còn đúng là vô tích sự, họ Bạch ta không còn mặt mũi nào. Mẹ lão,
không liên quan tới Bạch đâu. Tại vì con nhìn thấy Linh Xà, con hốt hoảng nên sơ ý mới làm ngọn đèn thần linh tắt thôi. À, rồi thì thôi. Thì ra là vậy. Đúng là tiện nhân lung gây tai quá mà. Ngang vô họ Bạch Liễu Nguyệt nha, vì xúc phạm thần linh. Sẵn có người trong tộc gian sinh, Linh Xà mới bất giận, xử phạt tội lỗi ả. Khẩn xin thần linh đừng xử phạt tộc Dạ Lan. Nè, có lẽ mềm lòng hả? Tội của ả đáng bị xử. Nếu con còn binh giật ả sẽ bị người trong tộc chê cười đó, có biết không? Con xối đi, xối mạnh lên nhớ chưa? Xối đi, trời ơi, xối đi, xối chết ả luôn đi, xối nữa đi, xối đi, xối chết ả, trời gì nữa mà xối đi, xối đi, xối mạnh lên, xối chết đi, xối chết luôn đi, xối đi, xối đi, xối chết đi, xối đi, xối chết đi. Cho chết đi. Đúng rồi đó, xối nữa đi. Xối cho chết đi. Nàng còn thấy lạnh không? Vừa rồi mẹ ta dùng hình phạt nặng đối với nàng. Tội gì nàng phải chịu đựng đau khổ nữa chứ, có phải không? Giờ chàng đã làm cha rồi, sau này con lớn sẽ không học theo gương của chàng. Chàng là một đại anh hùng trong lòng con mình, dũng sĩ trong tộc. Thiếp chỉ là một dân phù, dù chịu đựng đau khổ cũng không đáng kể. Nguyệt Nga, ta hứa với nàng, ta nhất định trở thành một dũng sĩ đường đường chính chính của tộc Dạ Lan này. Chàng thật là tốt, trong lòng từ lâu vẫn đối xử tử tế với thiếp. Công lòng thiếp, chàng mãi mãi là một dũng sĩ. Là ta đối xử với nàng quá tệ. Ta đối xử như vậy mà nàng không hề quán trách. Tại sao? Tại sao nàng vẫn tử tế với mẹ con ta vậy? Không hề than thở một câu. Người Hán của muội có câu: trăm năm tu hành cùng dòng xoáy, ngàn năm tu hành cùng chung lòng. Đã là vợ chồng là chuyện một đời một kiếp. Thiếp đã bước vào cửa nhà họ Bạch, đã nghĩ mình là người của nhà họ Bạch, sao lại phải than thở chứ? Nguyệt Nga, nàng đúng là người vợ tốt của ta mà. Phải rồi Nguyệt Nga, chỉ cần chúng ta một lòng một dạ thì mai này chắc chắn mẹ sẽ cảm động mà thôi. Thiếp tin là như vậy, những ngày tháng sau này của mình sẽ hạnh phúc hơn. Phu thê của cô đã trải qua những ngày cực khổ, phần bạch đầu đã ăn năn hối cải, lẽ ra phu thê cô phải hòa đồng với nhau. Tại sao lại để chuyện đáng tiếc đó xảy ra và để hắn đổ tội cho cô là hung thủ giết người chứ? Chuyện giữa cô và Công Tôn Văn, đại nhân đã biết đôi chút rồi. Phải chăng Công Tôn Văn có những cử chỉ ép buộc khiến nảy sinh câu chuyện hiểu lầm đó không? Công Tôn Quỳnh quả nhiên còn yêu tôi, nhưng người là một quân tử thật sự, mới tình nam nữ, giờ đã chuyển sang quan hệ thâm tình, không hề có ý xấu xa. Trách, chỉ trách ông trời trêu ngươi, vì Bạch Diệp đã thương thầm người, không thể quên được. Sáng hôm đó, con tôi bị nhiễm phong hàn không đi học được. Trách nhiệm của tôi phải đem bài vở của con mình đến cho Công Tôn chấm điểm. Lúc đó tôi còn bỡ ngỡ. Những bài văn trên mặt bao thư này gọi là lạc phục mài liệu. Lạc phục mài liệu? Ừ. Là cái gì? Lạc phục mài liệu là tiếng của tộc Dạ Lan, tức là đôi chim én đó. Chúng ta sống với nhau không ai phụ ai, con nào chết con còn lại không còn thiết sống nữa. Thiệp Văn à, tôi tặng nó cho thầy nè. Diệp cô nương à,
Cô hãy mau cầm lại hầu bao của mình đi. Tại sao? Hay là huynh chê Bạch Diệp? Công Tôn Văn không có ý này. Chỉ vì thầy đã có người yêu rồi. Diệp cô nương à, cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi thật sự không sao quên được cổ. Trò kiếp này tôi biết là mình không có được phần phước đó. Tôi tuyệt đối không bắt buộc. Thầy Nguyệt Nga, cô mới tới hả? Chào thầy. Ngồi đi. Bạch Diệp ngây thơ thẳng tính, sao thầy từ chối ý tốt của cổ chứ? Chuyện vừa rồi cô đã nghe, tôi không muốn cho cô hiểu lầm nữa. Dựa vào tài năng của thầy, ở lại tập Dạ Lan chỉ làm cản trở công danh của ngài thôi. Nguyệt Nga, chỉ cần có thể gặp cô mỗi ngày, tôi tuyệt đối không hối hận. Tôi vẫn không sao hiểu nổi. Lần trước tôi đã nói rõ với thầy rồi mà. Nguyệt Nga, tôi mong cô hiểu rằng tôi chỉ ước ao làm sao được gặp mặt cô mỗi ngày. Có thể thay cô dạy dỗ cho Bạch Thạch trở thành người hữu dụng có thể giúp đỡ cho cô thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi, không còn trông mong gì nữa. Thầy Văn, tôi biết nỗi khổ trong lòng thầy mà. Nhưng mà thầy đừng quên, mọi người đã nói nhiều chuyện không hay về chúng ta. Nguyệt Nga, làm người chỉ mong không hổ thẹn với lương tâm. Chúng ta quang minh chính đại thì không cần sợ người khác nói gì. Thầy Giang, Nguyệt Nga, phải chăng vì lời đồn đó mà chúng ta phải lén lút như vậy? Bạch Diệp cô nương, chúng tôi á. Bạch Diệp. Công Tôn Giang, thì ra người trong mộng của huynh là đại tẩu của tôi. Chính mắt muội nhìn thấy, tuyệt đối không sai lầm mà. Bạch Diệp, cô hiểu lầm rồi. Đại ca, huynh hãy dạy dỗ nương tử của mình đi. Bạch Diệp, Bạch đâu? Bạch Diệp đã nói với đúng chàng gì? Trước đây những lời bàn tán của thiên hạ tôi không hề tin, nhưng bây giờ chính em gái tôi bắt gặp, cô nghĩ tôi có nên tin hay không? Thì ra hai người thật sự lén lút. Đúng, thiếp và thầy Công Tôn đã quen biết từ lâu. Thầy đối với thiếp chỉ là tấm lòng quan tâm, một tình cảm trong sạch, không hề có ý đồ gì hết. Nguyệt Nga vẫn giữ tròn phụ đạo, không hề gây ra lỗi lầm với chồng con. Chẳng lẽ chàng tin người ngoài mà không tin vợ mình sao? Bởi vì tôi là chồng cô, cô cũng phải nghĩ tới những cảm nhận của tôi chứ. Vì danh dự của nhà họ Bạch ta, từ đây cô đừng tới gặp hắn nữa. Và tôi cũng sẽ không để cho Bạch Thạch tới đó học chữ nữa. Cô có thể hứa không? Nhưng mà con mình cần phải học chữ. Cô còn muốn diễn cái này cái nọ nữa sao? Thiếp không có. Tôi không muốn biết. Từ nay tôi không muốn nghe những lời nói xấu của thiên hạ nữa, rồi sẽ ảnh hưởng tới con của chúng ta, có hiểu không? Thôi được, vì họ Bạch, thiếp hứa với chàng, nhưng muốn hay không cũng phải nói rõ đôi lời. Khi đã nói rõ với hắn rồi thì sau này thiếp không gặp hắn nữa. Có chuyện gì muốn nói sao không tới nhà chờ tôi? Tôi không muốn làm đề tài để thiên hạ nói xấu mình nữa. Có phải sau khi Bạch Đầu nghe được Bạch Diệp nói chuyện, hắn đã trách móc cô hay không vậy? Dù sao người cũng là chồng tôi phải tôn trọng chứ. Nhưng mà hắn thật sự không có lo lắng cho cô. Thiên hạ nói là do họ không hiểu, không lẽ hắn là chồng cô cũng không hiểu? Thầy Công Tôn, thôi đi, từ nay tôi không đơn độc tới nhà cô nữa. Muốn gặp thì gặp tất cả mọi người, để tránh họ bàn tán. Thật ra đây là lần cuối cùng tôi tới gặp thầy. Sau này Bạch Thạch sẽ không theo thầy học chữ nữa. Để tránh người ta hiểu lầm, tôi xin phép được cáo lui. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga. Ôi trời, bọn họ đang thông gian kìa. Nha, cô có sao không vậy? Văn phu giám phủ. Nè Bạch Quynh à, chỉ là hiểu lầm hả? Quynh nghe tôi nói đi. Tôi thấy mà còn hiểu lầm sao? Chết đi. Đừng tái lại. Quynh không nên nóng nảy như vậy. Nghe tôi nói cái đó. Tự nhiên ngươi chàng có sao không?
đừng mà, đừng đánh chồng tôi. Mọi chuyện không giống như tôi nghĩ đâu. Nguyệt Nga thường té xuống núi, tôi chỉ đã cố dậy. Chúng tôi thật sự trong sạch mà. Tôi không bình tĩnh lại, làm sao mà hiểu được vấn đề chứ? Thằng khốn này, mày dám chửi tao sao? Đừng mà, đừng đánh nữa mà. Thầy mau rời khỏi tập Dạ Lan này đi, rời khỏi ngay lập tức. Nhưng chúng ta không có làm gì sai. Thời gian xin thầy, giờ không phải là lúc để thầy giải thích. Thầy chỉ cần ra về thì chuyện này sẽ được êm xuôi mà. Tôi van xin thầy, thầy đi đi. Đi đi mà. Được, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Bắt đầu, ngươi nghe đây. Ta và Nguyệt Nga vẫn giữ trọn đạo làm người. Ta khinh, ngươi còn dám nói đạo làm người. Ta trở đây làm gì? Không muốn cho Nguyệt Nga phải khó xử. Ta hy vọng sau này ngươi đối xử tốt với cổ. Nguyệt Nga, phải bảo trọng đức. Cổng tôn chân ngươi nghe đây. Những điều tưởng ngươi là chính nhân quân tử nha. Chàng còn muốn thiết phải làm sao nữa đây, bạch đầu. Ta nói đã đi rồi, thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi, hắn cũng đi rồi mà, bỏ đi bỏ đi. Điện Dương. Giả sử lời kể của cô là đúng, vậy thì tại sao cô và Công Tôn Văn lại còn gặp nhau? Phải chăng một trong hai người vẫn còn nuối tiếc ý để gặp mặt lần cuối cùng? Bao đại nhân, sự thật không phải như vậy. Đêm đó Công Tôn Văn đến lễ Từ Giả, tình cờ thấy Nguyệt Nga bị lão lão đánh đập, một cuộc xung đột xảy ra. Nguyệt Nga vì muốn tránh hiểu lầm nhiều hơn, hứa sẽ không gặp Công Tôn nữa. Khi hắn tới Từ Giả thì bạch thạch Công Tôn không thấy ở đâu. Bạch đầu, bạch thạch đi đâu rồi? Thiếp nghi chắc là con tới trường để đem con châu chấu cỏ tặng cho thầy Công Tôn. Cô đừng có tìm cớ để tới gặp Công Tôn Văn nữa có được không? Thiếp nói thật mà. Chàng không tin thì cứ đi với thiếp đi. Đi với thiếp đi. Tôi đã không tin cô rồi. Nếu cô muốn đi cứ đi một mình đi. Tôi biết trước rồi. Sao còn đứng đó nữa? Tại sao không đi? Đi đi. Cuốn gói theo hắn luôn đi. Đi cho thỏa mãn cô đi. Nếu chàng còn nghi ngờ, thiếp không còn gì để nói. Không phải là tôi nghi ngờ cô. Tôi đâu có mù. Chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau sau núi mà. Không phải sao? Không có. Chàng hiểu lầm rồi. Thiếp có thể thề giữa thần nguyệt. Thề thốt, thề thốt, thề thốt. Cô đi đi. Làm sao mà tôi đoán được trái tim của người Hán cơ cô được chứ? Bạch đậu à, con mình đi lạc rồi mà. Mau theo thiếp đi tìm nó đi. Lúc đó bạch đầu say rượu, phận tôi thì lo cho bạch thạch, nên tôi đã tự ý đi tìm bạch thạch. Tôi nghĩ sau khi bạch đầu tỉnh dậy không thấy tôi, trong lòng nghi ngờ, lúc đó mới đi tìm. Tới trường học vẫn không thấy bạch thạch, thầy Công Tôn đề nghị dẫn Nguyệt Nga đi tìm kiếm. Lúc chúng tôi bước vào miếu thì phát hiện xác chết của Bạch Diệp. Cũng ngay lúc đó, bạch đầu hấp tấp chạy tới. Hắn đã đổ tội Nguyệt Nga và thầy Công Tôn là hung thủ giết chết muội muội của hắn. Đại nhân, lời khai của đại tẩu và lời khai của Công Tôn Văn tuy không có tính toán trước nhưng lại trùng hợp. Từ đó cho thấy lời khai của họ rất đáng tin cậy. Bao đại nhân, Nguyệt Nga và thầy Công Tôn không có hành vi vượt dòng lễ giáo. Nguyệt Nga chết không đáng tiếc, nhưng vô tình họ bạch mất đi một đứa con dâu. Bạch thạch con tôi sẽ bị người trong tộc kỳ thị. Chuyện vô đổi thật đã từng xảy ra ở đây. Bao đại nhân, Nguyệt Nga bị oan thật mà. Liễu Nguyệt Nga, nếu lời khai của cô là sự thật, thật bổn phủ sẽ vì cô điều tra cho ra lẽ để trả lại sự công bằng cho cô và Công Tôn Văn. Con không cần, con không cần cha, con cần mẹ thôi. Trời ơi, con mẹ con chịu. Con mẹ không chịu. Con cần mẹ. Mẹ, lần này cháu của mẹ bệnh rất nặng, nó chỉ biết khóc mà thôi. Hay là gì? Con chạy lên trên gặp pháp sư để thương lượng xem ngài có thể cho Nguyệt Nga về lo cho bạch thạch không. Cứ để nó nằm đó, con sợ bệnh càng lúc càng nặng hơn thôi. Chẳng hay bao đại nhân viếng thăm, có gì chỉ giáo. Đại pháp sư qua lời,
Bổn phủ đã đôi lần hỏi cung Liễu Nguyệt Nga và công Tôn Văn, phát hiện lời khai của hai người đều giống như nhau. Ta tạm có thể tin. Cộng thêm cái chết của Bạch Diệp có khả năng liên quan tới kẻ thứ ba. Bổn phủ quyết định xử vụ án này cho kỹ, chẳng hay ý của Đại Pháp Sư nghĩ sao? Xưa nay bao đại nhân có danh hàm thanh thiên. Nếu đã tình nghi ai đó, tất nhiên phải điều tra cho ra lẽ. Đoàn nhân phần là tộc trưởng cũng không muốn trách lầm bất cứ ai. Nhưng mà tục lệ của bổn tộc khác nhau so với hình luật của Đại Tống. Mong là bao đại nhân lần sau nếu có hành hình thì kẻ đó chính là tên hung thủ. Nếu không, chiếu theo ý chỉ của thần Nguyệt thì không được thay đổi gì nữa. Bổn phủ tất nhiên nhập gia tùy tục. Mới đây nghe Đại Pháp Sư đề cập hình luật của Đại Tống. Chẳng hay Đại Pháp Sư đã đọc thuộc các quyển đó chưa? Tôi đã thuộc lòng. Không biết có kiên giải gì? Phải nói giúp cho đoàn nhân mở mang trí tuệ. Trong các điều luật nhiều câu có kiến giải tinh hoa, khiến người ta vô cùng khâm phục. Một quyền hình luật Đại Tống đơn giản thôi, lại giúp cho đoàn nhân hiểu thêm tại sao nước Đại Tống lại trở thành một nước hùng mạnh. Tứ hải đều phải quy phục. Đại Pháp Sư qua lời. Nhưng thật sự là vậy. Được hình luật Đại Tống trợ giúp, mai này khi đoàn nhân cai quản tộc Dạ Lan, thật là điều tâm đắc ứng thủ, rất nhiều ích lợi. Ngươi không được vào trong. Làm ơn đi. Xin chào các vị đại nhân. Miễn lễ. Bắt đầu, chuyện gì khiến cho ngươi hoang mang? Đại Pháp Sư, Bạch Thạch con tôi đột nhiên bệnh nặng, chỉ biết kêu mẹ mà thôi. Tôi tới đây khẩn cầu Đại Pháp Sư ân xá cho tôi. Tạm tha cho Nguyệt Nga về nhà lo cho Bạch Thạch. Mong ngài nghĩ tình thương xót, tôi van xin ngài. Tôi van xin ngài mà Pháp Sư. Tôi van xin ngài. Ngài tha cho cổ đi. Bao đại nhân, ngài có cao kiến gì không? Chuyện của quý tộc, bổn phủ không tiện tham kiến. Nhưng mà luật pháp thì không thể không có tình. Pháp Sư có thể chiếu theo vụ án để xử lý. Nhưng mà đoàn nhân sợ Liễu Nguyệt Nga sẽ diện cớ để tẩu thoát. Nên mới có câu, mẫu tử tình thâm. Bổn phủ tin chắc cơ hội tẩu thoát của Liễu Nguyệt Nga không thể nào có. Huống chi luật pháp Đại Tống có trang văn thơ bảo lãnh. Đại Pháp Sư đừng ngại, đã đi sát lòng dân. Đại Pháp Sư, Bạch Đầu xin lấy đồ của mình để bảo đảm. Xin Đại Pháp Sư giúp cho. Nếu Đại Pháp Sư cảm thấy chưa đủ, tại hạ nguyện sẽ làm văn thư để bảo lãnh. Không cần đâu. Nếu bao đại nhân đã tin Liễu Nguyệt Nga không bỏ trốn, còn Bạch Đầu dám dùng tánh mạng của mình để bảo lãnh, đoàn nhân vì Bạch Thạch đành phải chịu ý mọi người thôi. Bạch Đầu, ta hứa với người, Liễu Nguyệt Nga trở về nhà họ Bạch lần này nhất định phải làm theo tục lệ trong tộc. Liễu Nguyệt Nga, ngươi đã phạm vào dục giới sát giới, tay dính đầy máu, yêu ma nhập thân. Để tránh chuyện ngươi đem tà ma về cho nhà họ Bạch, buộc phải chiếu theo tục lệ, ngươi phải bước qua lửa than hồng để chuộc tội trước thần linh, tỏ ý kiên quyết trước mặt Nguyệt Thần. Nếu ngươi sợ, ngươi có quyền không bước qua. Nhưng mà ngươi đừng mơ tưởng sẽ sống những ngày còn lại tại nhà họ Bạch nữa. Từ ngày Nguyệt Nga về làm dâu nhà họ Bạch thì đã trở thành người của tộc Dạ Lan rồi. Nếu đã là người trong tộc, tất nhiên phải làm theo tục lệ.
nhớ con của mẹ. Con ngoan ngủ đi. Con sau khi thức giấc con sẽ hết bệnh mà. Tự cầm chân lại đi. Mẹ, con quên mất con đã dùng đầu mình để bảo lãnh sao? Nếu ả bỏ trốn còn tính sao? Không đâu mẹ, con gặp được Bạch Thật là con mãn nguyện lắm rồi. Mẹ đừng lo lắng, Nguyệt Nga hứa không chạy trốn để liên lụy đến nhà họ Bạch. Người hại nhà họ Bạch chưa đủ sao? Ý không? Cô ơi, nhớ dùng liều thuốc này đắp vào chỗ bị phỏng sẽ mau lành lắm đó. Ý không? Liều thuốc này là do Bạch Đầu Thuốc Thuốc kêu tôi mang vào đây cho cô. Thuốc Thuốc dặn tôi đừng nói cho cô nghe. Không được đâu. Không được, không thể được. Sao lại đòi nghiệm thi? Trong tộc chúng tôi xưa nay không có quy luật này. Không có quy luật này. Không có. Lão, nói là nghiệm thi, nhưng sự thật điều tra tỉ mỉ hơn thôi. Hy vọng sẽ giúp cho mình tìm ra những dấu vết, giúp cho ta có thêm chứng cứ để phá án. Nếu như ở trung thổ chúng tôi... Ngài không cần nói nhiều. Bạch Diệp chết đã đủ thê thảm rồi, bây giờ các người còn làm phiền tới tử thi, đúng là quá đáng. Phải rồi. Huống chi Bạch Diệp nữ giới trình nguyên, sao có thể để các người muốn làm gì thì làm chứ hả? Lão cũng muốn mau chóng tìm ra hung thủ để kêu oan cho con mình mà. Ngài câm miệng lại giùm đi. Đáng lẽ Bạch Diệp còn có thể cứu, chính là do ngài. Ngài làm cho nó chết. Tôi không tin các người nữa đâu. Tình mẹ thương con của lão, bốn phủ nào không biết chứ. Nhưng cái chết của Bạch Diệp lại liên quan tới hành vi của kẻ thứ ba. Câu trước câu sau ngài cứ nói kẻ thứ ba, vậy kẻ đó là ai? Hiện bổn phủ cũng đang điều tra. Sở dĩ bổn phủ đề nghị được phép nghiệm thi, hy vọng tìm được dấu vết trong thi thể của Bạch cô nương. Vẫn là câu nói này. Nói sao đi nữa, không ai được phép chạm vào thi thể của con tôi, là vì nó phải thành tiên. Thành tiên à? Bao đại nhân, đây là phong tục của tộc. Phàm khi cô nương trinh tiết qua đời sẽ được thành tiên hầu hạ thần nguyệt. Đây là sự vinh quang. Sau đó tử thi sẽ được khiêng vào nguyệt điện, do bổn pháp sư làm phép siêu hồn. Thời gian đến tử thi không được phép di động, sơ ý sẽ xúc phạm thần linh không thành tiên được. Tâm trạng hoang mang của lão, ta cũng không nên chấp lỗi. Nếu đây là tục lệ thì bổn phủ không dám miễn cưỡng. Nhưng mà bổn phủ tin chắc kẻ giết chết Bạch Diệp là một người khác. Nhưng mà đoàn nhân vẫn cảm thấy Liễu Nguyệt Nga và Công Tôn Văn, đôi gian phu dâm phụ đó, khó thoát tội giết người của chúng. Đồng thời Triển đại nhân cũng giải thích cái chết của Bạch Diệp hoàn toàn là do phán đoán chứ không có bằng chứng. Đành là vậy. Nếu như lời khai của Công Tôn Văn và Liễu Nguyệt Nga là sự thật, Bạch Diệp rời khỏi ngôi trường khi phát hiện xác chết chưa qua nửa canh giờ. Trong thời gian đó, Bạch Diệp đã gặp kẻ thứ ba. Kẻ đó có quan hệ gì? Thời gian đó chuyện gì đã xảy ra? Chỉ cần khám phá được điều này thì vụ án này chưa hẳn là bo tay. Trên thiên hạ ai ai cũng có đấng bề trên. Người Hán chúng tôi cho là thiên lý, như là thần nguyệt mà quý tộc kinh ngưỡng, tuyệt không khoanh tay đứng nhìn để cho kẻ ác tiêu diêu pháp hoại.
huống chi kẻ hung ác bạo tàn đó hành hung trong canh quan vắng, chắc chắn sẽ có sơ hở. Giờ đây cách ngày trăng tròn còn một thời gian dài, bổn phủ có lòng tin tìm ra được tên hung đồ để kết án xử tội. Nguyện thế gian cùng thiên thiên, nguyện thiên thiên giả kiến phản kiến. Nhất vô tâm, sai hết vô niệm, giao vô cho nhân sinh giao bế sĩ. Văn châu học thành quả, chư thiên ưu điểm, thủy hoàn hậu, thiên công chỉ xin. Hong Kong nhất phát sai, không chỉ hình phạt.